Sau gần 2 năm kể từ ngày mình sang Nhật làm việc, đây là công trường đầu tiên mình được làm ở giữa cánh đồng lúa, đang vào vụ thu hoạch các bạn ạ. Mình cảm thấy rằng năm nay ở Nhật Bản, tháng 8 mùa hè không nóng bằng tháng 8 năm ngoái các bạn ạ. Kể từ kỳ nghỉ lễ Obon đến nay, hầu như ngày nào trời cũng có mưa các bạn ạ. Chính vì vậy mà khi làm ở công trường này, đất nó dính vào chân rất là nhiều các bạn ạ. Đây cũng là lần đầu tiên mình được nhìn thấy chiếc ô tô nó có gắn cổng tự hành, có lắp cái ngoạm sắt như thế này các bạn ạ. Sang bên Nhật Bản này mình cũng mới được thấy có nhiều máy móc mà người ta sản xuất ra rất là tiện lợi trong công việc và trong cuộc sống các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Cuộc Sống Hôm Nay. Từ hai hôm nay thì mình có làm một cái công trường, đó là phá dỡ cái nhà mà người ta lập để trồng rau đấy các bạn này, ở phía sau mình đây. Và phía đằng này thì lúc nãy các bạn đã xem là cái máy nó đã phá đi rồi đây. Và lúc nó chưa phá thì tình trạng nó như thế này các bạn này. Và sau khi phá đi rồi thì hiện tại là nó đang như thế đấy các bạn ạ. Thì cũng sắp hết rồi đấy, thì mình có hỏi người công ty thì họ cũng có nói là đến thứ ba hoặc thứ tư thì cái chỗ này cũng sẽ xong ấy. Thế đằng kia là cũng có những cái nhà người ta trồng rau như vậy đấy, rất nhiều luôn. Và cái nhà ông chủ mà là có cái chỗ đất này mà thuê công ty mình phá dỡ đấy, là ông ấy cũng còn có cả cái chỗ này, ông ấy có cả cái chỗ này và cả cái chỗ kia các bạn ạ. Lúc nãy mình có vào mở cửa, mình có sạc nhờ cái quả pin của cái máy cắt sắt đấy, thì là mình thấy là trong cái nhà kho đó là toàn bộ là đồ dụng cụ để mà làm đất, để mà trồng rau trồng cỏ đấy các bạn ạ. Và ở phía đằng sau của ông ấy thì cũng là có một cái dãy nhà nữa, cũng là cái nhà như thế này đấy, để họ trồng các loại rau. Thì lúc nãy mình có gặp cái vợ ông chủ nhà ra đây ấy, vợ ông tận dụng lại những cái đồ mà có thể tận dụng được để mà có thể sử dụng cho cái nhà này hoặc cho những cái nhà đằng kia, nếu như mà có cần thiết thì để sử dụng ấy. Thì mình có hỏi bà ấy thì bà bảo để mà xây được một cái nhà trồng rau như này thì sẽ tốn khoảng 1.000 man yên các bạn ạ. 1.000 man yên trị giá khoảng 2 tỷ đồng Việt Nam. Và đây là cái máy để mà người ta đốt nóng đấy các bạn ạ, đốt nóng để mà mùa đông để cho cái nhiệt độ ở trong cái nhà ni lông này nó ấm đấy, để cho cây nó phát triển đấy. Thì mình có hỏi cái bác ấy thì bác bảo là mua cái máy này là trị giá 70 man yên các bạn ạ, hơn 100 triệu cái máy này. Mình nhìn thấy cái này thì mình lại nhớ đến cái những cái năm mà mình đi làm đường nhựa các bạn ạ, thì mình thấy là cái này nó y như là cái đầu đốt mà để mà sấy cái đường nhựa đấy, nó sẽ chạy bằng dầu FO. Thế nhưng mà mình đoán là cái đầu đốt này nó cũng sẽ hoạt động tương tự như vậy đấy. Và ở phía đằng kia các bạn nhìn thấy có hai cái tẹt màu đen đen kia, đó là hai cái tẹt dầu các bạn ạ. Và hôm qua thì mình đã thấy là nhà cái bác chủ nhà, bác ấy đã khóa lại cái đường dầu rồi đấy. Cho nên là mình cũng đoán là đó là cũng sẽ là cái dầu FO để nó cung cấp cho cái hệ thống làm nóng này đấy. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn vào phía trong của cái nhà này. Đây cũng là cái máy để mà sưởi nóng các bạn này. Đây là cũng là cái đầu đốt của nó các bạn ạ. Đây là cái bầu lọc dầu này. Khi đi vào đây thì nó sẽ có những cái hệ thống bếp phun ở trong này đấy. Khi mà cái bếp phun tơi dầu ra thì lửa nó sẽ cháy và nó sẽ làm nóng cái nhà này lên đấy. Ở phía đằng kia là sẽ có cái hệ thống quạt hút các bạn. Nó sẽ hút khí nóng từ phía đằng này mà hút về đằng kia, cho nên là khí nóng nó sẽ chảy đều từ đây ra về đằng kia đấy. Lúc nãy ở cái chỗ bên kia mà mình quay cho các bạn đấy, thì mình gặp cái bác ấy, bác ấy đã lấy cái dòng dọc này để mà tận dụng lại đấy. Nên là mình hỏi bác ấy thì bác ấy bảo là tốn 1.000 man yên cho một cái hệ thống nhà như thế này các bạn ạ. Và riêng mỗi một cái máy để mà làm ấm như thế kia đã trị giá 70 man yên rồi.
rất là tốn nhiều tiền các bạn ạ. Mình sẽ đi đến cái máy gặt mà nó đang thu hoạch lúa đây các bạn ạ. Mình sẽ review cho các bạn xem một chút cái cảnh máy gặt của Nhật Bản nó thu hoạch lúa các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy cánh đồng lúa của Nhật Bản có đẹp không? Mình nghĩ rằng là khi các bạn nhìn thấy cái khung cảnh này đấy, gợi đến cho các bạn là nhớ đến cái khung cảnh miền quê của Việt Nam mình đấy. Mình thì khi mà nhìn thấy những cái khung cảnh như thế này đấy, mình rất nhớ đến bố mẹ của mình, đến quê hương của mình. Những ngày tháng 4 trời nắng chảng và những người nông dân sau 3 tháng trồng lúa đến ngày thu hoạch thì dẫu là trời có mưa nắng thì họ vẫn phải ra để mà thu hoạch cái thành quả của mình đấy. Mình thấy rằng là cái chỗ cái máy gặt nó thu hoạch lúa đấy thì có rất nhiều những con chim các bạn ạ, cả cái con quạ này rồi là con cò này, nó đều là tập trung người đến đó. Konnichiwa. Sumihase video chotto totemo ii desu ka? Hai, arigatou gozaimasu. Mình vừa mới hỏi cái bác chủ nhà ở đây đấy, mình muốn quay một chút cái video ở đây có được không ấy. Bác ấy đã gật đầu. Đô quý chị, tôi đi tay đi. Tay đủ. Arigatou gozaimasu. Ở phía đằng xa kia là có cái máy nó đã gặt xong rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy nó chạy lên cái đầu máy kéo có nhanh không? Nó chạy rất là nhanh luôn. Đó. Giờ nó sẽ leo lên cái đầu máy kéo kia và nó sẽ trở đến cái chỗ mà cần thu hoạch đây. Rất là nhanh luôn. Và phía đằng này thì cái máy này nó đang thu hoạch các bạn ạ.